Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì nhiều vùng biển tiếp tục có cảnh báo thời tiết xấu. Tại Bắc Vịnh Bắc Bộ, trời có mưa rào kèm theo dông rải rác. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét đánh cũng như là gió giật mạnh. Các hiện tượng lốc xoáy, gió giật và cả dông sét thì cũng có khả năng xảy ra trên vùng biển từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, Kiên Giang trong ngày hôm nay. Dự báo là trời sẽ có mưa từng đợt. Cũng do mưa cho nên tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Bà con lưu ý là trên thực tế thì sét đánh trên biển còn nguy hiểm hơn cả ở trên đất liền, bởi vì nước biển mặn chính là nguồn dẫn điện rất tốt. Vì thế khi có dông sét thì các thuyền viên cần lập tức vào cabin, tránh xa các vật dụng bằng kim loại, ổ cắm điện. Trường hợp mà bánh lái tàu bằng kim loại thì hãy đeo găng tay cao su cách điện để có thể lái tàu, không cầm trực tiếp vào bánh lái. Với các vùng biển từ Nam Vịnh Bắc Bộ trở vào cho tới Ninh Thuận, thời tiết thuận hòa hơn, bà con có thể yên tâm đánh bắt hải sản. Trong ngày hôm nay thì trời ít mưa, nắng đẹp, tầm nhìn xa ở đây trên 10 km, gió ổn định ở mức cấp 4, cấp 5. Ở xa bờ dự báo hôm nay, hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa đều mưa vài nơi, gió Nam đến Tây Nam ở mức cấp 3 đến cấp 5. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.